trình Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Mở đầu chương trình, Tài Tử Trọng Nhân trình bày thể điệu Lưu Thủy Trường Sáng Ngọn Lửa Hồng, soạn lời Phan Tham Dân. Thật vinh hạnh thay cho làng Thánh Đức, đã sản sanh ra một người con thao lược tài ba. Câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây chắc mọi người ai cũng có nghe qua. Xưa kia ở tại Sơn Nghệ, làng Thánh Đức sông nước lắm phù sa. Đã sản sanh ra một người con khi phách hào hùng, có tên lịch thuở thiếu thời, và lấy nghề dài lưới để nuôi thân. Rồi lớn lên trong cảnh loạn ly, giữa lúc nước nhà xa vào tay giặc, lũ gian thần nịnh bợ, chỉ muốn cho riêng mình được vinh thanh phì gia. Nỗi xót đau tủi nhục của ông cha khiến lòng ông như sóng cào gió dậy, thề không khuất phục, quyết xả thân trai để cứu lấy sang hà. Rồi một hôm ông liền chiêu mộ nghĩa binh dưới cờ của Trương Định. Suốt ngày đêm ông dốc tâm rèn luyện, thật không ngờ thời gian chẳng được bao lâu, quân số của ông rất đông, trai gái một lòng, già trẻ góp công. Cùng với ông để cứu nguy cho muôn vạn dân lành, ở dằm Nhật Tảo pháp đang lộng hành. Ngày lại ngày chúng đàn áp muôn dân, tại cửa sông chúng thường chẳng gạn thao ca, mặc cho dân khóc dân la. Tàn chúng chẳng chịu buông tha, thấu tay ngài lăn binh nguyên trung trực, ông không bỏ lỡ cơ hội đánh một đòn cho bọn giặc biết tay. Quá nhiều trận này ông đánh rất hay, bọn giặc nó không kịp trở tay. Ngọn lửa hồng sáng rực một khúc sông, nhục nhã thay cho bọn Tây Dương, tàu sắt súng đông mà trí tài của Nguyễn Trung Trực. Một dân dài vì nước vì dân, căm hờn chúng đem quân dây bùa khắp nơi, gây ra biết bao cảnh bao đổ đầu rơi. Chỉ mong sao bắt được vị anh hùng, bởi thấy cô triều đình, ông mới bằng
Giang. Ở Kiên Giang bọn pháp bao phen khiếp vía kinh hồn bởi mưa lượt anh nào khiến lòng căm thù đến tận đáy tim. Dẫu xa cơ nhưng ông vẫn hiền ngang, thà chết dinh còn hơn sống nhục. Ông nói rằng khi nào nước Nam hết cỏ thì mới hết người dân Nam đánh Tây. Quả hồng nhật tạo quanh thiên địa, kim bạc kim giang khắp quỷ thần, rang danh nòi giống tiên rồng, nghĩa mặn tình nồng đất mẹ Long An. Liên tục chương trình là thể điệu Long Đăng Hồn Thiên Sông Núi, sáng tác Trần Ngọc Thạch, do tài tử Thanh Xuân thể hiện. Chương trình được liên tục với tiếng hát của tài tử Hồng Phượng qua thể điệu Quả Phụ Hàm Quan, Hồng Nhan Bạc Phận.
Hoàng thư mới nổi
đời ám tử cho xa. Nào ngờ còn gặp phải quan gia, xa vào bẫy rập bọn bác bà lầu xanh. Hãy nhờ tiếng đòn nghe lần danh, từ hai bèn rước nàng về cung. Sông tiền đường đây là mồ hồng nhan, quyến tử dần thác cho an. Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng nghe 8 câu giang nam tống biệt Kinh Kha với tiếng hát của tài tử Minh Bằng. Nỗi ưu tư
bạn Liên tục. Chương trình là thể điệu Ái Tử Kê của tác giả Trần Ngọc Thạch, Biển Đêm, do tài tử Phương Hậu trình bày. Kết thúc chương trình, tài tử Minh Đức hát bài vọng cổ nhịp 16, Đêm Nguyệt Cầm, sáng tác Ngọc Phú. Ngoài hiên chân ai đang ngồi đó
mà tiếng đàn nghe tổn tức. Đôi rôn riêng đến gần bên để nhìn rõ khách phong trần, để nghe những cung điệu tài hoa. Ông lão dần phá hồn theo tiếng nhạc như không cần có. Một trẻ một già sống đôi trao đồng cam. Ông nói thời niên thiếu với tình yêu âm nhạc, tôi đã gắn kết hồn mình với thiên nguyệt ni non. Những cung điệu này theo tôi gấp đôi đây, và đêm nay vẫn phiêu bà cùng tôi. Bạn trẻ ơi, có nghĩ cho người nghệ sĩ về chiều, tiếng đàn của tôi không còn quyền diệu, hay cung điệu bây giờ chẳng lay động lòng ai. Tôi thì tôi đàn chỉ để cho tôi và lê tân suốt quãng đời. Rồi mưa cũng tạnh, người nghệ sĩ lại ôm đàn ra đi. Dù tôi cố giữ ông lão vẫn chối từ. Ôi thương sao kiếp tầm lặng đặng cứ trải ra những cuộn tơ lòng. Với tôi đêm nay là đêm nguyệt cầm bởi tâm. Chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt.